Thú thật với các bạn là cũng không biết từ khi nào mà bây giờ thì tôi trở thành người bán hàng rất là tuyệt vời. Có lẽ là tôi bán hàng bằng trái tim của mình. Bán hàng bằng trái tim của mình. Bởi vì tất cả những điều gì mà tôi muốn nói, muốn chia sẻ với mọi người thì đều là vì mọi người. Đều là vì mọi người. Tôi luôn luôn mong muốn rằng là tất cả những cái gì, những giá trị gì mà tôi có, tôi chia sẻ với các bạn thì đều là mong muốn tốt cho mọi người. Và ngày hôm nay thì chủ đề này nó cũng nảy ra ý định từ anh Nguyễn Trọng An, anh chủ ở cà phê này. Anh nói rằng là ồ, anh Hương bán hàng tốt như vậy, vậy thì có lẽ là anh mở một cái khóa là bán hàng đi. Ok, thế vậy thì bắt đầu tôi nảy ra ý định rằng ồ, có lẽ rất nhiều người đang cần cái kỹ năng kỹ thuật bán hàng, cho nên tôi nảy ra ý tưởng là chia sẻ cái buổi livestream này. Và nếu như các bạn thấy nó rất là hay, nó rất là tuyệt vời thì có lẽ tôi cũng sẽ mở một cái khóa này chăng, trong vòng nó 1-2 ngày chăng. Bởi vì trong tôi có cũng rất nhiều cái kỹ năng bán hàng đỉnh cao của các người bán hàng thành công trên thế giới, như Joseph Maxwell, rồi Blessinger, rồi là rất nhiều cuốn sách bán hàng. Nhưng đặc biệt các anh chị ạ, khi mà chúng ta đã sở hữu NLP, khoa học lập trình ngôn ngữ tư duy một cách chính thống rồi thì các anh chị sẽ đều trở thành bậc thầy trong bán hàng. Bậc thầy trong bán hàng. Bởi vì NLP nó là cái gì? NLP nó là huấn luyện bộ não. Huấn luyện bộ não. Huấn luyện bộ não. Bởi vậy tất cả những cái gì mà chúng ta, những người bán hàng chưa thành công, nghĩa là bộ não của chúng ta đang chỉ đạo chúng ta những cái cách bán hàng, những ngôn ngữ tư vấn, những thái độ giao tiếp, những khả năng ứng xử chưa đúng. Cho nên hiệu quả bán hàng, hiệu quả tư vấn mới chưa xảy ra theo như mong muốn, theo như kỳ vọng của mình. Đơn giản như vậy thôi anh chị. Câu trả lời nó đơn giản như vậy thôi. Còn nếu đúng, nếu như trong chúng ta đây mà thấy rằng là ô, khả năng bán hàng của tôi tốt mà, mọi kỹ năng của tôi tốt mà, vậy thì bạn hãy nhìn cái kết quả bán hàng của bạn, cái kết quả tư vấn của bạn, cái kết quả lãnh đạo đội nhóm của bạn, kết quả doanh thu mà các bạn tạo ra, thì đấy là câu trả lời xác đáng nhất. Câu trả lời xác đáng nhất cho việc là bạn đã là bậc thầy bán hàng hay chưa. Bậc thầy bán hàng hay chưa. Đó. Rồi. Đã. Bây giờ chúng ta vào ngay chủ đề chính này. Đầu tiên chúng ta nói về khách hàng đã. Chúng ta hãy nói nhau về khách hàng. Các bạn có đồng ý với tôi rằng, ai trong chúng ta cũng đều đang có một cái nhu cầu thường trực và tiềm ẩn. Tất cả trong chúng ta, bất kỳ giờ phút nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ khi nào, cũng đều có những cái nhu cầu đang tiềm ẩn trong mình. Nào thì từ nhu cầu cải thiện thu nhập, nào thì nhu cầu về được thoải mái về tinh thần, không bị stress, nào thì nhu cầu về gì, làm sao mình trở thành con người tự tin, không bị nhút nhát để có thể ra ngoài kia giao tiếp thành công, rồi là kết nối một cách hiệu quả. Rồi thì nhu cầu chúng ta có một mối quan hệ tốt trong gia đình. Rồi thì chúng ta trở thành có một cái nhu cầu là làm thế nào để tôi có một cái kỹ năng bán hàng xuất sắc. Rồi thì nhu cầu làm thế nào tôi có một cái năng lực có thể phát triển được đội nhóm, phát triển được đội nhóm, phát triển bền vững và tạo ra doanh thu ngày càng tăng trưởng, tăng tiến. Rồi thì nếu như người nào có sức khỏe nó không tốt thì có phải là trong họ lúc nào cũng thường trực rằng là làm thế nào để tôi có một cái sức khỏe để tôi không phải lo nghĩ trong cuộc sống này. Tóm lại là tất cả chúng ta, bất kỳ lứa tuổi nào, bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ ở đâu, trong mình luôn luôn thường trực một nhu cầu. Và cái nhu cầu gì nó là quan trọng nhất với từng người thì tự người đó biết. Bởi vì nó ở trong đầu họ, bởi vì nó thể hiện trong cuộc sống của họ, bởi vì nó đang gây ra những vấn đề trong cuộc sống của họ, nên chỉ họ có biết. Nhưng khi ra ngoài kia giao tiếp, phần lớn và nói chung là hầu hết đều giấu kín cái nhu cầu của mình. Cho nên
để bán hàng thành công, buộc người bán hàng, buộc người tư vấn phải có kỹ thuật. Có kỹ thuật để khơi gợi nhu cầu, có kỹ thuật để đọc vị được suy nghĩ khách hàng. Rồi, đọc vị được rồi mới chọn ra những khung mẫu về ngôn ngữ, khung mẫu về giao tiếp để thành công. Đấy là cái tiêu chí đầu tiên, cái nguyên tắc đầu tiên, rằng khách hàng luôn luôn có nhu cầu. Chỉ có những người bán hàng, chỉ có những người tư vấn thiếu năng lực, hạn chế về năng lực mới không khơi gợi được nhu cầu, mới không kết thúc được bán hàng thành công. Vậy bây giờ chúng ta nói về khách hàng. Vậy thì khách hàng xuất hiện trước mặt chúng ta, khách hàng cần gì? Xuất hiện trước mặt chúng ta, khách hàng cần gì? Thứ nhất, khách hàng cần cái người đang giao tiếp với khách hàng ấy thấu hiểu được nhu cầu của họ và tôn trọng nhu cầu của họ. Thấu hiểu được nhu cầu của họ, tôn trọng được nhu cầu của họ. Điều này xuất phát từ việc là nếu như các bạn chúng ta ngồi đây, nếu như các bạn có một vấn đề gì băn khoăn, các bạn muốn thổ lộ không? Có một vấn đề gì mà các bạn thấy nan giải mà đang tìm cách giải thì các bạn có muốn thổ lộ không? Có muốn chia sẻ với ai đó đâu để tìm cách không? Để nhờ người giúp đỡ tìm cách không? Đương nhiên là có rồi, đúng không ạ? Vậy thì tất cả những người khách hàng ngoài kia cũng vậy. Cũng vậy. Nhưng có điều là khi mà khách hàng ngồi trước bạn thì bạn có phải là đối tượng để khách hàng tin cậy để chia sẻ cái điều đó hay không? Ví dụ khách hàng sẽ thấy rằng bạn có phải là người có thể có cái năng lực, bạn có thể là người có những mối quan hệ mà có thể giúp tôi kết nối được những nguồn lực, giúp tôi bán hàng, giúp tôi giải quyết vấn đề của tôi không? Và nếu như bạn có thể khẳng định được cái điều đó, khiến cho khách hàng cởi mở với bạn, khiến cho khách hàng bắt đầu tin cậy bạn, rồi khiến cho khách hàng bắt đầu đến cái cấp độ tiếp theo là tôn trọng bạn, thì khách hàng bắt đầu muốn lắng nghe bạn và cuối cùng là muốn làm theo cái cách mà bạn nói, rồi là muốn hợp tác với bạn. Bạn phải thể hiện mình, tất cả những gì bạn xuất hiện trước mắt khách hàng, bạn phải thể hiện điều đó. Bắt đầu từ người ta thích bạn đã, thế xong người ta cởi mở với bạn, xong người ta tin bạn, xong đến mức người ta tôn trọng bạn, xong đến người ta lắng nghe bạn, xong người ta bắt đầu muốn gì? Muốn hành động theo những gì bạn muốn nói, và cuối cùng là người ta muốn hợp tác cùng với bạn. Thì đấy là những cái kỹ năng hay những cái năng lực thì đúng hơn, bạn phải có, để khi bạn gặp khách hàng thì bạn toát ra cái điều đó, để khách hàng có thể nhận được những năng lượng mạnh từ bạn và nhận được những cái khơi gợi có lợi ích cho khách hàng. Thì điều đầu tiên, khách hàng gặp chúng ta muốn gì? Khách hàng muốn chúng ta thấu hiểu được nhu cầu của họ, và khách hàng muốn chúng ta lắng nghe, tôn trọng nhu cầu của họ. Và điều này thì những người bán hàng mắc một cái sai lầm rất là khủng khiếp, rất là tệ là gì? Khi gặp khách hàng thì lúc nào trong mình cũng chăm là mang cái sản phẩm, mang cái dịch vụ của mình thật nhanh để nói với khách hàng, mà không tôn trọng nhu cầu của khách hàng, không tìm hiểu giá trị của khách hàng. Và vì thế khách hàng đóng cửa ngay lập tức. Khách hàng bắt đầu mới dựng lên những hàng rào ý thức để bắt đầu nhìn bạn. Bao nhiêu bạn ở đây đang làm nghề bán hàng, tư vấn dịch vụ và giới thiệu sản phẩm. Và khi các bạn bắt đầu là ngồi với khách hàng là các bạn thấy bắt đầu là lo lắng. Rồi là khi chuyện trò với khách hàng thì trong khi thì miệng thì nói về câu chuyện khác, nhưng mà trong đầu bạn thì đang nung nấu một chuyện khác, rằng là nhanh kết thúc, nhanh để mình làm thế nào bây giờ mình có thể xen khe vào để mình giới thiệu luôn sản phẩm, để người này có thể hiểu được sản phẩm, để mua sản phẩm của mình. Có phải vậy không ạ? Vậy thì các bạn có mắc cái lỗi này nó tệ đến cái mức là gì? Khi mà bạn thì đang giao tiếp có vẻ như cười giả lả với khách hàng, có vẻ mắt nhìn khách hàng chăm chú một chút, có vẻ cười cười gật đầu, nhưng cái cười của bạn nó cực kỳ gượng gạo không? Là bởi vì đầu bạn thì đang nghĩ là làm cách nào để tấn công khách hàng. Bạn ngồi đó, bạn đã không hiện hữu với khách hàng. Bạn ngồi đó, bạn đã không vì khách hàng. Nghĩa là bạn đã không thấu hiểu được nhu cầu của khách hàng. Bạn đã không thấu hiểu được giá trị của khách hàng. Bạn đã không để tôn trọng
tôn trọng nhu cầu của khách hàng. Cho nên bạn đã mất điểm ngay từ đầu với khách hàng. Và đấy là lý do. Đấy là lý do cái tỷ lệ thành công trong bán hàng của bạn. Đầu tiên, cái tỷ lệ cái đầu tiên đó rất thấp. Đấy là một trong những cái yếu tố thất bại đầu tiên. Thứ hai, khách hàng muốn gì nữa? Khách hàng muốn mình giải quyết được vấn đề của họ. Vấn đề của họ. Vậy thì ngồi trước khách hàng, vấn đề của khách hàng cái gì là quan trọng nhất với họ ở thời điểm này? Các bạn có kỹ năng khơi gợi điều đó không? Và kỹ năng của các bạn khơi gợi điều đó ra rồi thì các bạn có cái kỹ năng là giúp khách hàng giải quyết được vấn đề đó không? Dù chỉ là cái kỹ năng là kết nối khách hàng với kết nối với một nguồn lực, kết nối với một mối quan hệ, kết nối với một nguồn cung cấp nào đó để khách hàng giải quyết được vấn đề của họ. Ví dụ như là ngồi với chủ doanh nghiệp. Các anh chị chúng ta có cái mối quan hệ để có thể kết nối chủ doanh nghiệp này với những nguồn lực khác không? Để họ có thể làm lợi cho kinh doanh của họ không? Nếu các anh chị có làm được cái việc đấy thì cái ngày hôm đấy các anh chị đã bắt đầu ghi điểm được với khách hàng của mình rồi. Bắt đầu ghi điểm được với khách hàng của mình rồi. Và hôm đó, nếu ở bậc cao thủ trong bán hàng, ở nghệ thuật trong bán hàng, thì hôm đó anh chị chỉ ngồi để nỗ lực giải quyết vấn đề đấy cho khách hàng mà thôi. Đừng động gì đến việc khác cả. Và nếu như ngày hôm đấy cái câu chuyện kết nối chưa xong mà các anh chị đã bắt đầu nhảy vào ngay, bắt đầu thôi nhân đây thì cũng giới thiệu anh một sản phẩm này, là họ bắt đầu là thấy hơi khó chịu rồi. Các bạn đã hơi vội vàng khi bắt đầu tiếp cận khách hàng rồi. Rồi, vẫn bắt đầu chúng ta đang nói về cái khu vực khách hàng. Khách hàng muốn gì nữa? Khách hàng muốn rằng họ đang được nghe về một cái sản phẩm, họ đang nghe về một cái dịch vụ mà có thể làm lợi cho họ, làm lợi cho cái nhu cầu của họ đang cần thiết ấy. Vậy thì họ đang cần cái gì? Họ đang cần cải thiện sức khỏe ư? Vậy thì bạn có mang cái sản phẩm đó đáp ứng được nhu cầu của họ không? Khách hàng đang cải thiện về thu nhập của mình ư? Cải thiện thu nhập ư? Vậy thì bạn đang có một cái cơ hội nào đó để có thể giúp khách hàng cải thiện được thu nhập của mình không? Mà cơ hội đó phải phù hợp với khách hàng. Và bạn có năng lực để chứng minh cho khách hàng thấy rằng khách hàng hoàn toàn có thừa năng lực, giữ năng lực để có thể tiếp nhận được cơ hội đấy không? Bạn có những cái minh chứng bằng xương bằng thịt, minh chứng bằng những thực tiễn, và bạn có những cái cam kết nào không với khách hàng thì để khách hàng có thể tin tưởng. Bởi vì khi giao tiếp, khách hàng cho chúng ta rất nhiều thông điệp, rất nhiều thông tin. Ví dụ như là bạn giới thiệu ra một cái điều gì đó thì có phải là khách hàng đã ra một cái câu tiếp theo là từ chối không? Chính là khách hàng đang trao cho bạn những thông tin ruột gan của khách hàng. Trao cho bạn thông tin ruột gan khách hàng, các bạn có biết không? Có biết đọc vị ngôn ngữ của khách hàng không? Để mà các bạn chọn ra cái khung ngôn ngữ để các bạn giao tiếp họ. Và khi khách hàng nói ra những cái điều đó, các bạn có biết rằng là khách hàng đã trải qua cái điều gì? Và trong họ đang tồn tại băn khoăn, trong họ đang tồn tại nghi ngờ, muốn giải đáp không? Và nếu khách hàng đã nói ra điều đó và các bạn đọc vị được suy nghĩ khách hàng và các bạn giải đáp đúng cái thứ mà khách hàng đang băn khoăn thì các bạn đang dần dần bẻ gãy được những cái hàng rào kháng cự, hay là gọi là vượt qua các cái bức tường phòng vệ của ý thức của khách hàng rồi, dần dần rồi. Dần dần rồi. Tôi cũng được cơ hội chứng kiến là khá nhiều người bán hàng thành công đã dần dần từ lúc khách hàng chưa có nhu cầu và cuối cùng lại phân tích được ra và khách hàng nhận ra nhu cầu và cuối cùng là cái vụ bán hàng đấy kết thúc trong thành công. Rất là tuyệt vời, nhiều người bán hàng có kinh nghiệm đến mức như vậy. Đã. Rồi, khi khách hàng, các bạn đã vượt qua cái bức tường phòng vệ để phân tích và chứng minh cho khách hàng thấy rằng là đây là sản phẩm mang lại lợi ích cho họ, đây là dịch vụ mang lại lợi ích cho họ. Và cái điều này là cái điều mà khi có tôi, hoặc là bạn phải chứng minh là bạn mang lại những lợi ích cho khách hàng thì khách hàng mới còn muốn kết nối với bạn. Con người chúng ta giao tiếp với nhau, con người chúng ta thân thiện với nhau dựa trên hạt nhân quan trọng nhất là lợi ích. Các anh chị chúng ta quan tâm đặc biệt điều này các anh chị ạ. Chìa khóa trong bán hàng, chìa khóa trong giao tiếp, chìa khóa trong sự thân thiện, chìa khóa trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống này là con người quan hệ với nhau với hạt nhân là lợi ích.
lợi ích. Vậy nếu như bạn không có một cái giá trị nào cả để cho khách hàng thấy rằng phải cần bạn trong những lần sau, thì rất dễ thất bại trong những lần bạn bán hàng. Bởi vì khi bạn mời sản phẩm dịch vụ này và đang giới thiệu nó rất là hay, thì đầu óc của khách hàng cũng bắt đầu tua dẹt rằng là con cháu họ có đang bán sản phẩm này không, bạn bè của họ có đang bán sản phẩm này không. Và hôm nay là một dịp họ có cơ hội, họ được nghe, họ lắng nghe, nhưng cuối cùng thì họ đi mua của những người thân yêu của họ. Nhưng nếu bạn lại chứng minh rằng là bạn có nhiều giá trị hơn tất thảy, khi họ mua sản phẩm của bạn thì bạn còn mang lại cho họ nhiều lợi ích hơn thế nữa, thì họ sẽ sẵn sàng gạt con cháu, gạt bạn thân ra bên ngoài để mua của bạn. Bởi vì khách hàng sẽ muốn rằng sẽ được hưởng lợi từ bạn trong cái hành trình cuộc đời họ, trong cái hành trình phát triển sự nghiệp của họ, công việc của họ, trong cái hành trình phát triển bản thân họ, mối quan hệ của họ. Cho nên các bạn ạ, câu chuyện huấn luyện bán hàng, huấn luyện về kỹ năng, kỹ thuật rồi thủ thuật bán hàng, nó chỉ là câu chuyện ngọn thôi. Rất nhiều hiện tượng ở ngoài kia là dùng kỹ năng, kỹ thuật để khách hàng không thể từ chối được, tức gọi là chốt sale, khiến khách hàng không cựa quậy được và khách hàng cực chẳng đã, bắt đầu phải bỏ tiền ra mua. Nhưng mà cái mua đó khách hàng về không sướng, và khách hàng rời khỏi cái cuộc bán hàng đấy, và khách hàng về cảm thấy như là mình bị thôi miên ấy, như là mình bị dụ dỗ, như mà mình bị lôi kéo, như là mình bị ép buộc như vậy. Và như vậy là bạn đã mất điểm rồi. Dù bán được sản phẩm nhưng bạn đã mất điểm với khách hàng rồi. Làm sao mà bạn bán hàng thế nhưng khách hàng lại muốn giới thiệu cho bạn thêm sản phẩm? Đây này, ví dụ này. Người bạn của tôi này, anh ấy giới thiệu một sản phẩm và tôi thấy ok. Và bây giờ tôi còn mong muốn rằng là giới thiệu cho nhiều người bạn của tôi nữa muốn dùng sản phẩm này. Vì sao? Bởi vì nó quá tốt, bởi vì nó có thể mang lại nhiều lợi ích cho tất cả mọi người. Và trong một cái chia sẻ nào đó tôi đã trình bày với các bạn là gì? Cái cách để chúng ta thoát khỏi nghèo khó khủng hoảng một cách bán hàng đấy. Khi chọn sản phẩm, khi chọn dịch vụ thì chúng ta phải gì? Sản phẩm đó, dịch vụ đó phải là top 10. Và những nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu đó nó cũng phải là hàng đầu thế giới, được chứng nhận chứng chỉ đàng hoàng. Thì đấy là những nền tảng mà để chúng ta đổ công đổ sức vào và nó không bị như là dã tràng xe cát biển Đông. Câu chuyện bán hàng, câu chuyện dùng kỹ thuật, thì các anh chị trong cái ngành bán hàng sản phẩm dịch vụ của anh chị thì các anh chị đã được công ty, được lãnh đạo anh chị training hết rồi, đã được huấn luyện rồi, đúng không ạ? Ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ các anh chị rằng vì sao những người thành công, người ta nói những cái câu cực kỳ ngắn gọn thôi. Và dù nói ngắn gọn như vậy thì chúng ta cũng phải hiểu thông điệp ẩn dưới nó là gì. Thông điệp ẩn dưới nó là gì? Ví dụ tôi nói điều này. Joseph Maxwell, nhà huấn luyện lãnh đạo, cũng là nhà huấn luyện bán hàng số 1 thế giới. Ông nói rằng, các bạn nghe kỹ điều này này, bạn không thể bán được hàng, bạn không thể nào tuyển được nhân sự nếu không hiểu được giá trị của khách hàng, nếu không hiểu được giá trị của những người mà bạn tuyển dụng. Bạn sẽ không bán được hàng nếu không hiểu được giá trị của khách hàng. Vậy giá trị khách hàng là gì? Giá trị của khách hàng là những điều quan trọng nhất đối với họ. Vậy thì ẩn dưới câu này là câu gì? Ẩn dưới câu này là bạn phải đọc vị được suy nghĩ của khách hàng. Bạn phải có cái kỹ năng và năng lực giải quyết được vấn đề của khách hàng. Vì khi bạn ưu tiên giải quyết được vấn đề của khách hàng rồi thì khách hàng sẽ ưu tiên giải quyết lại vấn đề của bạn. Và câu này người ta lại nói tiếp là gì? Bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại. Bạn muốn cái gì thì bạn cho đi thật nhiều cái đó. Bạn muốn nhận được sự giới thiệu thì bạn phải cho đi thật nhiều sự giới thiệu. Bạn muốn nhận được sự hỗ trợ thì bạn phải cho đi thật nhiều sự hỗ trợ của bạn. Bạn muốn nhận được nhiều năng lực thì bạn phải cho đi thật nhiều cái năng lực của bạn. Bạn muốn có nhiều tiền thì bạn phải cho đi nhiều thứ. Dù bạn không có tiền thì bạn phải cho đi những thứ khác nó tương đương tiền, và tương đương những cái thứ mà người ta có thể quy ra tiền.
Đấy, những nguyên lý cuộc sống đấy. Nguyên lý, đấy là nguyên lý. Bởi vì lại Rick Ziegler ông nói rằng, nhớ câu vừa rồi là Joseph Maxwell, chúng ta hiểu ẩn dưới một trời đó là gì. Bạn không bán được hàng nếu không hiểu giá trị của khách hàng, mà giá trị khách hàng là điều quan trọng nhất đối với họ. Ví dụ bạn đang ngồi với chủ doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp bây giờ đang rối ren cái doanh nghiệp của họ là, doanh nghiệp của họ bây giờ đang không thúc đẩy được doanh thu, doanh nghiệp của họ bây giờ cán bộ nhân viên đang trì trệ, doanh nghiệp của họ bây giờ là cái marketing đang yếu, doanh nghiệp của họ bây giờ nó đang cái vấn đề, nó đang dòng tiền đang không vay vốn được ngân hàng, rồi doanh nghiệp của họ đang vân vân và vân vân vài vấn đề. Vậy bạn có cái năng lực để nói chuyện với chủ doanh nghiệp và khiến chủ doanh nghiệp có thể bày tỏ những điều đó không? Và bạn bắt đầu là đọc được cái điều đó không? Và bạn bắt đầu giúp chủ doanh nghiệp giải quyết được vấn đề. Bạn có, sau đó bạn có năng lực để giúp chủ doanh nghiệp giải quyết được vấn đề đó không? Và nếu bạn giúp được chủ doanh nghiệp giải quyết được vấn đề đó, thì bạn bắt đầu trở thành người bán hàng vĩ đại, bắt đầu trở thành người bán hàng xuất sắc. Còn nếu không, thì bạn sẽ chỉ là người bán hàng thôi. Và nếu chủ là người bán hàng, thì nghĩa là bạn chỉ có đủ ăn thôi. Bạn chỉ có thể đủ ăn thôi. Và tất cả những gì bạn thu nhập được từ bán hàng, bạn lại phải trải ra để chiêu đãi khách hàng, để đi lại, để chi phí, và cuối cùng là đâu lại vào đó hết các bạn ạ. Nhưng khi bạn đã đầy giá trị rồi, bạn đã đầy giá trị, thì nghĩa rằng khách hàng còn muốn contact lại với bạn, muốn gặp bạn, muốn điện bạn, và bạn bán bất cứ thứ gì thì khách hàng cũng muốn mua của bạn. Bởi vì Rick Ziegler ông nói rằng khách hàng mua sản phẩm, khách hàng dùng sản phẩm của bạn không phải vì giá trị của sản phẩm hay là giá trị của dịch vụ, mà bởi giá trị của bạn. Và nếu bạn xuất sắc, bạn giúp tất cả những người, những khách hàng bạn gặp nhiều hơn là cái thứ mà họ phải mua trở lại cái sản phẩm dịch vụ của bạn, thì họ hoàn toàn vui vẻ. Thậm chí họ còn muốn gì? Muốn giúp nhiều người khác nữa, kéo nhiều người khác nữa, giới thiệu nhiều người khác nữa mua hàng của bạn. Để làm gì vậy? Để họ muốn rằng là họ quan trọng với bạn, và sau đó họ muốn bạn còn giúp nhiều hơn nữa những cái thứ mà họ cần. Vậy các bạn có những năng lực đó không? Các bạn có những cái năng lực để giải quyết vấn đề cho khách hàng không? Đấy là vấn đề then chốt. Mà trong rất nhiều video của tôi nói chuyện, tôi đã khao khát nói có chuyện các bạn rằng gì? Các bạn hãy đầu tư vào bộ não mình, làm giàu cái năng lực và làm giàu cái khả năng của mình, để ngồi trước bất kỳ khách hàng nào, các bạn cũng thấu hiểu được họ, các bạn cũng đọc vị được suy nghĩ của họ, và các bạn có đầy đủ những khung mẫu và ngôn ngữ bậc thầy để giao tiếp với họ, để tạo ra hiệu quả như mong muốn. Rồi các bạn lại có cái năng lực để giúp họ giải quyết được vấn đề của họ. Vì như vừa rồi tôi nói về năng lực về giúp doanh nghiệp. Còn đối với người bình thường chẳng hạn, ví dụ như là họ sợ hãi trong việc là bán hàng, họ đang mâu thuẫn trong câu chuyện là mối quan hệ trong gia đình vợ chồng, họ đang mâu thuẫn trong câu chuyện là bố và con hay là mẹ và con, họ đang mâu thuẫn trong câu chuyện là họ đang mất đoàn kết với lại đồng nghiệp trong đơn vị. Vậy thì bạn có năng lực để giải quyết được vấn đề này cho họ không? Và nếu bạn giải tỏa được điều đó, thì nghĩa là cái giá trị của họ đấy, đấy là điều quan trọng nhất của họ tại thời điểm đó, mà bạn giải tỏa xong, thì khách hàng lúc đấy mới sẵn sàng nghe bạn nói về bất kỳ điều gì. Bất kỳ điều gì. Và để trở thành người bán hàng thành công, thì NLP, cái khóa huấn luyện 6 ngày của tôi á, và kể cả khóa NLP online mà tôi đang phát hành cho các bạn rồi, cũng có đầy đủ những cái kỹ thuật và những năng lực được trình bày trong đó. Và ở trong này thì tôi thấy rằng một vài học viên của tôi đã xem. Vậy thì các bạn có thể comment lên trên này rằng các bạn đã học được những điều gì trong đó, và các bạn đã rút ra được điều gì, và các bạn đang giải quyết được điều gì trong công việc, trong cuộc sống của các bạn. Thì comment đây để nhiều người chúng ta được biết. Có một điều chúng ta rất rụt rè, và chúng ta đã không biết được rằng là cái thứ này nó đang trói các bạn, trói nguồn lực, trói sự giàu có, trói sự hạnh phúc của các bạn. Đó là các bạn không chịu đầu tư vào để nâng cao giá trị, nâng cao năng lực của bản thân mình. Trong khi thì các bạn chúng ta rất khao khát là muốn bán được hàng thu nhập cao. Nhưng để bán được hàng thu nhập cao thì chúng ta phải có một cái năng lực. Năng lực tạo ra sự tin cậy, năng lực tạo ra sự tôn trọng,
năng lực tạo ra sự lắng nghe và năng lực tạo ra sự hợp tác từ khách hàng hay từ đối tác. Vậy thì thử hỏi lại các bạn chúng ta đang có năng lực gì để khiến khách hàng tin mình, thích mình, tôn trọng mình đây? Nếu không có cái điều đấy thì hỏi đi, vì sao khách hàng phải mua hàng của bạn? Bởi vì họ mua là họ mất tiền. Và cái thứ quan trọng hơn, cái thứ mà khiến họ quan trọng hơn là cái thứ thu nhập của khách hàng. Cái thứ gọi là lâm trọng bệnh của khách hàng. Cái thứ mà khách hàng đang bị mâu thuẫn trong gia đình không giải quyết được. Đấy là những thứ mà đang rút cạn năng lực của họ từng ngày đó. Cái thứ là công việc của họ đang gì bung bét, công việc của họ đang trì trệ và cái nỗi sợ hãi của họ đang rất là lớn. Vậy thì các bạn có cái năng lực để giải quyết những vấn đề đó không? Bởi vì cuộc sống này nó có luật tương đồng. Và nếu như ai đó đang có mức thu nhập cực kỳ rất là thấp thì điều đấy đồng nghĩa rằng năng lực của người đó rất thấp, hiểu biết của người đó đang rất thấp và cái nỗi sợ hãi ở trong người đó rất là cao, rất là lớn. Bởi vì cái năng lực của họ không cao cho nên cái mức thu nhập nó mới tương ứng. Và vì cái mức thu nhập tương ứng cái năng lực không cao đấy, nó bởi vì họ có cái xuất phát điểm. Họ luôn luôn sợ hãi trong cuộc sống này và né tránh mọi thứ thách thức đến với cuộc đời. Cho nên họ mới không có tích lũy được cái năng lực nào cả. Cho nên khi ra cuộc sống thì họ mới không có năng lực để giải quyết mọi vấn đề mà khi cơ hội đến. Hoặc là khi mà họ muốn thay đổi mình thì cái nỗi sợ hãi trong họ nó lớn vô cùng. Thì cái điều này tôi đã giải thích hết với các bạn ở trong chương trình NLP, kể cả huấn luyện trực tiếp lẫn gián tiếp và kể cả những video mà tôi công khai trên thị trường như đăng cái live stream này. Các bạn, ngay kể cả các bạn là lãnh đạo đang phát triển hệ thống, đang phát triển doanh nghiệp của mình cũng vậy. Vậy thì Jim Rohn cũng bậc thầy về huấn luyện con người và lãnh đạo. Ông cũng nói rằng là gì? Cái bí mật đây là bí mật để các bạn xây dựng hệ thống và phát triển hệ thống này. Bạn muốn thu hút những người thông minh, bạn phải là người thông minh. Trước hết bạn phải là người thông minh đã. Bạn muốn thu hút những người trung thành, bạn phải là người trung thành đã. Bạn muốn thu hút những người cam kết, bạn phải là người cam kết đã. Bạn muốn thu hút những người có năng lực, bạn là phải người có năng lực đã. Bạn muốn thu hút những người giàu có, bạn phải là người giàu có đã. Bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, và con người chúng ta là giao tiếp dựa trên lợi ích. Vậy nếu bạn không có những phẩm chất như vậy mà những phẩm chất của bạn lại ngược lại thì bạn cũng sẽ hút về mình những cái người tương ứng như vậy. Hút về người tương ứng như vậy. Nếu bạn không là người cam kết, bạn đi muộn bạn về sớm thì bạn sẽ thu hút vào đội nhóm của mình đúng những người đi muộn về sớm. Nếu bạn là người không ý chí bạc nhược thì bạn cũng sẽ thu hút vào đội nhóm của mình toàn những người bạc nhược thôi, toàn những người thất hẹn thôi. Các bạn là những người mà dưới mình đang có hàng chục quân rồi, hàng bao nhiêu quân đấy, hay là những người đang phát triển hệ thống, bạn hãy nhìn lại các mối quan hệ xung quanh bạn, bạn hãy nhìn lại những người mà bạn đang tiếp cận, có phải như vậy không? Có phải là bạn đang thu hút về mình tất cả những người như vậy không? Đấy nó cũng là luật gì, luật tương đồng mà thôi. Thì không có cách nào khác, chúng ta phải vượt qua. Vậy thì các bạn chúng ta vượt qua bằng cách nào? Bằng cách đầu tiên là phải thay đổi bản thân mình đã. Bằng việc là mình phải có các năng lực đã. Sau khi cái năng lực đó bạn trải nghiệm cho cuộc sống và càng ngày càng mạnh lên thì người khác bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt tôn trọng, tín nhiệm. Và bạn bắt đầu thành công tiếp theo thì họ bắt đầu muốn đi theo bạn. Và lúc đấy thì bạn bắt đầu mới xây dựng được đội nhóm chứ. Lúc đấy thì bạn bắt đầu mới phát triển được sự nghiệp chứ. Và bởi vì bạn đã có một thời gian dài bạn trải nghiệm trong bán hàng rồi, bạn đã học được những kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh, bạn đã học được các kỹ năng kỹ thuật là kiểm soát cảm xúc bản thân mình trước những lời gạch đá ném vào mình, bạn kiểm soát được bản thân mình, thái độ của mình, khuôn mặt an nhiên của mình trước tất cả những cái thái độ, một cái thái độ còn không lịch sự với khách hàng, không lịch sự giữa khách hàng với bạn, bạn cũng kiểm soát được hết và bạn tìm ra một cái cách hóa giải cuối cùng mang lại một kết quả nó rất là đẹp. Thì bạn phải có cái năng lực đó rồi, năng lực kiểm soát bản thân mình, năng lực kết nối với người khác, năng lực giao tiếp với họ, năng lực đọc vị suy nghĩ của họ để chọn ra những cái giao tiếp hiệu quả, rồi năng lực giúp họ giải quyết những vấn đề. Bạn phải có tất cả các năng lực đó thì bạn mới bắt đầu phát triển được cái sự nghiệp bán hàng của mình.
Còn nếu các bạn đã từng bán sản phẩm này rồi thấy nó không được, lại quay sang sản phẩm khác, hy vọng rằng là sản phẩm này tốt hơn sản phẩm kia, rồi lại quay sang bên này lại không được, lại bắt đầu bạn muốn thích vào đội nhóm của ai đó để nhờ lãnh đạo này hỗ trợ họ, hỗ trợ kia, rồi bạn lại vào chỗ nào đó. Tất cả những cái thứ đó gọi là chạy quanh thôi. Nếu bạn không có cái năng lực cá nhân của mình đảm bảo vượt trội và xuất chúng thì bạn ngồi trên bất kỳ sản phẩm nào cũng không bán được. Còn nếu bạn đã có năng lực rồi thì bạn có thể bán bất kỳ sản phẩm nào. Bởi vì cái giá trị của bạn quan trọng hơn nhiều so với sản phẩm. Cái giá trị của bạn quan trọng nhiều hơn nhiều so với dịch vụ mà bạn đang có để mang trao cho khách hàng. Và tôi thì tôi luôn luôn mong muốn rằng là các bạn hãy đến với tôi để tôi huấn luyện các bạn tất cả những kỹ năng kỹ thuật đó. Để các bạn có những cái kỹ năng kỹ thuật cho đi nhiều hơn, nhiều gấp 100 lần cái thứ mà khách hàng sẽ tri ân lại các bạn. Nếu đối với doanh nghiệp thì bạn có cái năng lực đến doanh nghiệp đó, cho họ kế hoạch chiến lược hay là coaching cho họ thực hiện và hoàn thành, giành được 100% cái mục tiêu mà chủ doanh nghiệp này đặt ra. Chủ doanh nghiệp này đang không hiểu về nhân viên của mình, chủ doanh nghiệp này đang có muốn kiến tạo một cái đội ngũ như thế nào đó, thì bạn có cái năng lực để giúp chủ doanh nghiệp này làm được việc đó. Vậy thì nếu chủ doanh nghiệp họ là những chủ doanh nghiệp là doanh thu của họ lên hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, vậy thì cái sản phẩm của bạn đáng bao nhiêu tiền khi mà bạn giúp được họ cái đó và họ sẽ tri ân lại, mua lại sản phẩm hay dịch, dùng lại cái dịch vụ của bạn. Đáng bao nhiêu tiền? Không đáng bao nhiêu cả nếu bạn giúp được điều đó. Vậy nếu bạn có năng lực đó thì có phải là bạn giúp được một người đó không? Không phải. Cái năng lực đó đã ở trong bạn rồi thì bạn gặp bất kỳ ai giống như tôi cũng chỉ là trải ra những cái thứ mà năng lực bạn đang có mà thôi. Và ai cũng muốn ở bên bạn, ai cũng muốn gần bạn, ai cũng muốn gặp bạn. Các bạn có hiểu cái điều đó không ạ? Cho nên Warren Buffett hay tất cả những người thành công họ đều nói là gì? Đầu tư vào bản thân mình. Đầu tư vào bản thân mình là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất. Mang lại lợi nhuận cao nhất. Bởi vì tất cả những kiến thức đó đã mang vào đầu bạn rồi thì nó ở trong này và không ai có thể lấy đi được của bạn. Cho dù là suy thoái kinh tế, cho dù là gu nhu cầu của con người trong cuộc sống này thay đổi, cho dù là công nghệ mới có thể ra đè bẹp công nghệ cũ, thì cái thứ trong đầu bạn nó vẫn bền vững và phát triển với thời gian. Bởi vì ai cũng cần điều đó. Và nếu bạn đã bước vào cái hành trình đầu tư vào bản thân mình trở nên xuất sắc thì cái thu nhập nó sẽ tương ứng với sự xuất sắc của bản thân bạn. Bạn sẽ có bộ não thông tuệ, bạn sẽ có một tư duy và tầm nhìn để nhìn ra bất kể vấn đề gì. Khi mà sự kiện hiện tượng ngoài kia, cái xu thế mọi thứ nó chưa kịp thay đổi thì bạn đã bắt đầu nhìn ra sự thay đổi, bạn đã đi trước một bước rồi. Nên câu chuyện bán hàng trở nên cái câu chuyện nó rất nhỏ so với năng lực của các bạn. Tôi luôn luôn muốn các bạn trước hết đầu tư. Đặc biệt là cái khóa học NLP online mà tôi liên tục giới thiệu, tôi đã làm mọi cách để các bạn có thể tiếp cận được NLP, NLP nguyên chủng của ABNLP Hoa Kỳ. Đầy đủ những mô đun kỹ thuật, gần 60 mô đun kỹ thuật cho bạn biết hiểu hết mọi vấn đề. Với khoản đầu tư có 2.300.000 đồng. Vậy mà rất nhiều bạn lại không dám đầu tư. Vậy thì các bạn, nếu chỉ có 2.300.000 đồng chứ chưa nói đến hàng nghìn đô la Mỹ mà bạn còn không dám đầu tư vào bản thân mình thì làm sao mà bạn có thể mong cầu rằng bạn sẽ tạo ra cái doanh thu hay tạo ra lợi nhuận là gì? 23 triệu, 230 triệu, 2.3 tỷ và hay là 23 tỷ, 1 triệu đô, nhiều triệu đô được. Điều đó là ảo tưởng. Còn nếu bạn đã có năng lực thì câu chuyện này, tiền nó là vũ trụ các bạn ạ. Bạn sẽ chọn mình là một kênh dẫn thôi, và tất cả nguồn năng lượng và sự giàu có vũ trụ này sẽ chảy qua bạn hết các bạn ạ. Hãy đầu tư vào bạn và bạn trở thành một kênh dẫn trí tuệ, kênh dẫn năng lực của vũ trụ này, và để bạn lại trải ra ngoài thì mọi thứ sẽ đổ về với bạn. Cho nên cái chủ đề hôm nay tôi chia sẻ các bạn là gì? Nghệ thuật bán hàng bằng NLP. Vậy thì NLP nó có cái gì mà nó giúp bạn trở thành bậc thầy hay trở thành nghệ thuật bán hàng vậy? Bởi vì trong đó nó có tất cả các cái mô đun kỹ năng kỹ thuật để giúp bạn thấu hiểu bản thân mình, để giúp bạn kiểm soát được mọi cảm xúc của mình trong bất kỳ tình huống nào, hoàn cảnh nào. Và khi bạn kiểm soát được cái cảm xúc của mình an nhiên trong mọi tình huống thì nghĩa là bạn đã có cái năng lượng an nhiên để ngồi trước bất kỳ ai bạn tỏa ra họ rồi.
Rồi khi trong chương trình đó bạn lại học được những cái cách gì, biết được con người ta sinh ra từ đâu, vì sao mỗi người lại có cái thói quen, lại có cái tư duy, lại có cái cách nhìn, có cái hành vi họ đang ứng xử trước mặt bạn như vậy. Cho nên nếu bạn thấu hiểu điều đó rồi thì bạn cũng lại an nhiên trước họ, và từ từ bạn sẽ đưa ra những cái giải pháp để giúp họ giải quyết được vấn đề. Và khi bạn giúp họ giải quyết được vấn đề rồi thì lại như là Zig Ziglar, ông lại nói rằng bạn càng giải quyết được vấn đề cho nhiều người, bạn càng giàu. Có đúng không các bạn? Toàn những người thành công, những người siêu việt, những người xuất chúng nhất thế giới, họ nói những cái câu đơn giản, nhưng ở dưới sự đơn giản đó là cả một trời các kiến thức. Và chỉ khi có NLP thì các bạn mới hiểu được những câu đấy là thế gì. Nó chỉ có hai dòng thôi, nhưng chỉ khi có NLP các bạn mới hiểu là người ta muốn nói gì và ẩn dưới đó là cái gì. Bởi vì trong NLP có khoa học là đọc vị ngôn ngữ. Đọc vị ngôn ngữ, đọc vị suy nghĩ người ta qua ngôn ngữ. Bởi vì con người chúng ta, các bạn thấy này, con người, chỉ đạo con người, mọi hành vi con người là gì? Là bộ não. Vậy thì làm sao mà bộ não có thể chỉ đạo hành vi của chúng ta được? Bởi vì bộ não là nơi tích lũy toàn bộ những trải nghiệm, những tri thức, những kinh nghiệm vào bộ não của chúng ta, và nội bộ não của mỗi người chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện nay. Cho nên toàn bộ những gì đã trải nghiệm vào đây, nó là một cái thuật toán ở trong này rồi. Và thuật toán này, mỗi khi mắt chúng ta bắt đầu nhìn sự kiện hiện tượng, tai chúng ta bắt đầu nghe được những cái giải thích như vậy, và cảm xúc, cảm nhận chúng ta cộng trừ nhân chia để chúng ta bắt đầu mới ra quyết định. Vậy thì khách hàng cũng vậy. Mắt khách hàng nhìn thấy chúng ta, tai khách hàng nghe chúng ta nói chuyện, và cảm nhận khách hàng đã cảm nhận điều đó, và họ cộng trừ nhân chia lại những cái giá trị, những cái nhu cầu họ bên trong, và những cái lần họ đã bị lừa, những cái lần họ đã thất bại, những cái lần họ đã mua nhầm, những cái lần mà họ đã bị những lời ngon ngọt đường mật của những khách hàng khác, những nhà bán hàng khác bán cho họ bị lừa rồi, nên họ sẽ tung ra những cái lời vậy. Họ sẽ đưa ra những cái lời phàn nàn, những lời chối từ như vậy. Vậy bạn có đọc vị được những ngôn ngữ như vậy để tiếp tục giải thích cho khách, hóa giải cái những băn khoăn của khách hàng không? Hóa giải cái nghi ngờ của khách hàng không? Hóa giải cái nỗi đau của khách hàng không? Làm được việc đó, các bạn sẽ dễ dàng bán hàng. Nhưng các bạn phải hiểu thấu được điều đó, nó xuất phát từ đâu, bản chất nó là gì, thì các bạn mới hóa giải được nó. Và hiểu rồi thì các bạn phải có cái năng lực để gì? Để hóa giải nó nữa chứ. Vậy năng lực đó ở đâu ra? Năng lực đó lại nằm trong khoa học NLP. Toàn bộ khoa học đó, toàn bộ khoa học NLP trao cho bạn hết công cụ đấy rồi. Toàn bộ khoa học đó trao cho bạn những cái gì? Công cụ hiểu thấu bản thân mình và kiểm soát cảm xúc bản thân. Toàn bộ chương trình đó trao cho bạn những bậc thầy về khung ngôn ngữ và những ngôn ngữ giao tiếp để đọc vị con người ta, đọc vị suy nghĩ, đọc vị ngôn ngữ, đọc vị biểu cảm giác quan, đọc vị kể cả cái mắt họ chuyển động đi đâu, bạn biết là họ nói thật hay nói dối. Toàn bộ khóa học đó trao cho bạn cái công cụ thiết kế để bạn lên kế hoạch chiến lược cho chính bản thân mình trong kinh doanh, và bạn cũng giúp người khác lên kế hoạch chiến lược đảm bảo tính khả thi và cái bộ kỹ thuật coaching để hoàn thành 100% cái mục tiêu mà mỗi người, bất kỳ người nào đặt ra. Rồi toàn bộ cái khóa học đấy dù chỉ là online thôi cũng cung cấp cho bạn toàn bộ 6 cái kỹ thuật trị liệu huấn luyện con người. Trị liệu những gì? Trị liệu những tổn thương của họ, trị liệu những thất bại của họ, trị liệu những uất ức của họ, trị liệu những hiểu biết sai lầm và cáu giận trong họ, trị liệu những tủi hờn trong họ, tất cả trị liệu những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực, những niềm tin giới hạn trong họ và những mâu thuẫn bản thân trong họ. Và chỉ khi nào khách hàng dỡ được tất cả những cái điều đó thì họ mới có niềm tin, họ mới có sức mạnh để kết nối với bạn, mua sản phẩm của bạn, muốn bạn là trở thành bạn đồng hành suốt cuộc đời của họ. Đấy các bạn ạ. Đấy. Và khi bạn đã sở hữu toàn bộ những năng lực, những công cụ kỹ thuật đó ở trong chương trình NLP của tôi rồi, thì lúc đó thực sự bạn bắt đầu trở thành bậc thầy bán hàng. Bạn bắt đầu trở thành những gì? Nghệ sĩ bán hàng. Đơn giản là bạn ngồi trước bất cứ ai, bạn cũng biểu diễn được cho người ta hài lòng với bạn, và vì thế bạn sẽ bán được hàng. Và năng lực đó bạn cứ càng trải nghiệm thì bạn càng tăng cao. Càng trải nghiệm thì bạn càng tăng cao. Cái thứ đó bởi vì nó ở trong đầu bạn rồi, nó trở thành năng lực vô thức của bạn rồi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng bán hàng, dễ dàng gây ảnh hưởng, dễ dàng kết nối với bất kỳ ai bạn gặp ở ngoài kia. Đúng rồi bạn Kevin Hùng, bán hàng là phục vụ, chính xác rồi. Bán hàng là bạn giải quyết được vấn đề của họ. Đó, bán hàng thì để phục vụ và để giải quyết được vấn đề của họ thì bạn phải hiểu được họ đang vướng vấn đề gì chứ.
Nhưng mà để hiểu được họ thì bạn phải biết cách cách nói chuyện khơi gợi để họ cởi mở với bạn. Họ bắt đầu thích bạn, họ bắt đầu tin bạn, họ bắt đầu tôn trọng bạn, họ bắt đầu muốn lắng nghe bạn, và họ bắt đầu muốn làm theo bạn. Và cuối cùng là bạn, họ bắt đầu muốn hợp tác với bạn. Đấy. Vậy thì khóa học NLP của tôi trao cho bạn tất cả các công cụ này. Và một lần nữa, những bạn nào đang học chương trình, dù là chương trình NLP online thôi, các bạn cũng có thể chia sẻ ở đây để những người nào đó mà họ chưa biết được chương trình này của tôi thì họ cứ trải nghiệm trước đi. Với cái mức phí đầu tư chỉ có gì 2.300.000 đồng, rồi học xong cái chương trình online này rồi. Và nếu họ là chủ doanh nghiệp, họ là những người đang kinh doanh, họ đang người chịu trách nhiệm, họ đang mâu thuẫn, họ đang stress, họ đang tất cả mọi điều vấn đề gì đó trong cuộc sống này, thì họ sẽ ra quyết định học trực tiếp, để trong 6 ngày họ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ, sự nghiệp của họ. Tôi cam kết các bạn, trong 6 ngày tôi huấn luyện trực tiếp thay đổi hoàn toàn mọi khía cạnh cuộc sống của các bạn. Thay đổi hoàn toàn các bạn ạ. Các bạn sẽ bật tăng gấp ít nhất 10 lần so với hiện tại khi các bạn bước chân vào lớp này, bước chân vào khóa học trực tiếp đó. Rồi, bây giờ thì thời gian live stream nó đã tròn đúng gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta live stream vào lúc 3:15, còn bây giờ thì là 4:05 rồi. Nó đã gần 1 tiếng. Thì thời lượng video nếu mà dài quá thì khi tôi đưa lên YouTube nó sẽ bị đứng hình như là một vài người đó đấy. Rồi, vậy thì một lần nữa chia sẻ bằng trái tim tôi với các anh chị rằng, chúng ta muốn trở thành người bán hàng xuất sắc, chúng ta muốn trở thành người nghệ sĩ bán hàng, thì chúng ta phải có các kỹ năng kỹ thuật đúng, các kỹ năng kỹ thuật xuất chúng, các kỹ năng kỹ thuật nó thuộc bí mật. Và khi có được những cái thứ đó rồi thì các bạn chỉ việc sử dụng nó thôi. Hàng ngày các bạn sử dụng nó, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cũng vẫn như người thành công họ nói rằng gì, lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng, cho dù kỹ năng đó xuất sắc nhất thế giới, kỹ năng đấy khó nhất thế giới. Giống như các bạn này, nào, lặp đi lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng. Một lần nữa tôi lại nói chuyện về chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ cơ, và tổng trong này nó có 52 bánh răng. Bây giờ tôi bảo các bạn hãy chữa đồng hồ này đi, các bạn thấy khó không? Các bạn sẽ thấy cực kỳ khó để chữa cái đồng hồ này. Bởi vì bạn bảo bạn mở ra thì bạn không biết làm thế nào để chữa được cái đồng hồ này nếu nó chết chẳng hạn. Nhưng mà tiền công để các bạn chữa cái đồng hồ này nó là gì? 50 triệu một tháng. Các bạn có muốn không? À muốn. Thế thì bây giờ làm thế nào để các bạn có cái kỹ năng kỹ thuật để sửa đồng hồ này? Vậy thì các bạn sẽ tìm một người sửa đồng hồ, tìm một người thợ sửa đồng hồ giỏi nhất của khu vực sống của các bạn, ví dụ như là Hà Nội, ví dụ như là Sài Gòn, ví dụ như là Đà Nẵng, nơi bạn sống. Hay là bạn phải về những thành phố lớn để tìm ra người thợ sửa đồng hồ xuất sắc nhất, bạn học họ. Và họ sẽ dạy bạn thế này đây này. Ngày đầu tiên, bạn chỉ việc tháo mỗi cái nắp đít này ra thôi. Tháo mỗi cái nắp đít này ra thôi. Đây cái nắp đít này. Và ông ấy chỉ bảo bạn là gì? À, bạn hãy tháo cái nắp đít này ra cho tôi, để ra một chỗ rồi lại lắp lại. Tháo ra lại lắp lại. Và một tuần đầu tiên bạn chỉ làm mỗi cái việc đấy thôi. Thế thì bạn bắt đầu nghe lời cái người thầy của mình và làm lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đến mức chán quá, và thầy ơi tôi chán quá rồi, bảo cứ làm đi. Bảo thầy ơi em nhắm mắt vài em cũng lắp được rồi, bảo thế thì cứ làm đi. Thế là cả một tuần bạn cứ lặp đi lặp lại, bạn chẳng nhìn nữa, bạn cũng lặp đi lặp lại, bạn cũng lắp được cái nắp đít đồng hồ này vào. Rồi tuần thứ hai ông nói tiếp rằng tuần thứ hai rồi bạn tháo cái nắp đít đồng hồ đi, bạn nhấc cái bánh răng đầu tiên ra ngoài, xong lại lắp lại cả hai thứ đấy. Cả một tuần bạn chỉ làm hai việc đó thôi. Tháo mỗi cái nắp đi đồng hồ và nhấc ra một bánh răng, xong lại lắp đi. Bạn lại làm đến phát chán ra. Rồi bạn lại thấy rằng là thầy ơi lắp chán rồi, bây giờ em không nhìn cũng lắp được cái điều đó rồi. Thế thì cứ làm đi. Tuần thứ ba bạn bắt đầu thêm một bánh răng nữa. Đó là gì? Tháo nắp đít ra, tháo bánh răng thứ nhất, tháo bánh răng thứ hai ra, lại lắp đi lắp lại như vậy. Bạn cũng bảo chán lắm rồi, ông bảo cứ làm đi. Và các bạn biết gì không? Sau 52 tuần toàn bộ cái đồng hồ này có 52 cái bánh răng thôi. Bạn nhắm mắt vào bạn cũng lắp được 52 cái bánh răng này, trở thành cái đồng hồ này. Bạn tháo ra bạn biết là cái nào đang bị kẹt, cái nào đang bị hỏng. Vậy thì bạn trở thành bậc thầy, bởi vì bạn đã còn xuất sắc hơn người thầy của mình. Người thầy của mình thì còn phải nhìn vào đồng hồ mới chữa được, còn bạn thì nhìn đi chỗ khác bạn vẫn chữa được. Vậy tôi đã chứng minh cho các bạn là gì? Lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng chưa? Lặp lại là mẹ đẻ của mọi kỹ năng chưa? Trong khi rất nhiều người nói rồi, học khó lắm, cái này khó lắm không học được, rồi cái này học mất tiền nhiều lắm, rồi bận lắm không học được, công việc bận lắm không học được. Thì xin thưa các bạn đang bận với cái điều gì vậy? Và khi các bạn bận với những điều đấy thì cái thu nhập mang lại nó đã đúng như những gì mà các bạn đang hưởng chưa? Tại sao không hỏi rằng là tại sao bao nhiêu năm rồi
Lật ngược lại 10 năm về trước đi, các bạn còn rất trẻ, rất khỏe, rất năng động, rất rảnh rang, rất dỗi, mà vẫn không tạo được doanh thu cao, không tạo ra được cái thu nhập như mong muốn. Vậy thì trong khi đó, nhiều năm qua, 3-4 năm qua và tại thời điểm hiện nay, bạn không du nhập một cái thứ kiến thức gì mới cả, mà bạn lại định hy vọng rằng là trong 5 năm tới mình sẽ tạo ra kết quả kỳ tích mới. Vậy thì điều đó Einstein đã định nghĩa rồi. Einstein đã định nghĩa điều đó là một người không bình thường. Người không bình thường là người mà cứ làm theo một cách cũ nhưng lại hy vọng có một kết quả mới nó xảy ra. Cho nên từ trái tim tôi lại một lần nữa mong muốn các bạn hãy học. Và cái học đầu tiên là NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Lập trình ngôn ngữ tư duy. Và khóa học huấn luyện trực tiếp của tôi 6 ngày, nó trị giá là hơn 1.000 đô la Mỹ. Nhưng tôi đã phát hành một cái chương trình để giúp các bạn có thể ở tỉnh xa, rồi giúp các bạn chưa có điều kiện, hay giúp các bạn còn nghi ngờ rằng NLP nó là cái gì đấy, thực sự nó có giá trị như vậy không, thì các bạn tiếp cận toàn bộ module nó. Tôi chuyển thể thành NLP online, học trên trang web, và các bạn tiếp cận vào đó trước khi các bạn có thể tiếp cận trực tiếp cho tôi huấn luyện. Vậy thì các bạn sẽ thấy giá trị nó như thế nào, và các bạn bắt đầu bước vào hành trình dần dần trở nên xuất sắc. Rồi nếu các bạn hiểu được cái việc là nếu khoa học phát triển bản thân, các bạn tập trung vào nó, thì các bạn bắt đầu trở nên xuất chúng. Rồi, bây giờ thì tôi xin phép được dừng video ở đây. À, trong một chủ đề nào nữa, các bạn thấy đấy, à, bất kỳ một lúc nào đó, một cái ý tưởng nào đó, và của những người bạn hay người khách hàng hay người học trò nào đó mà nảy lên một ý tưởng nào đó, thì tôi nhặt ngay ra ý tưởng đó để chia sẻ thành một module để giúp các bạn gợi ra những điều gì đó, để giúp các bạn có thể cải thiện được mọi khía cạnh trong cuộc sống, đặc biệt là cải thiện thu nhập, cải thiện cái công việc, hiệu quả công việc của bạn, và cải thiện được mối quan hệ của bạn, cải thiện được cái khả năng bản thân của các bạn. Rồi, và bây giờ thì xin chào bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn. Tôi rất khao khát hẹn gặp lại các bạn, dù là ở chương trình online hay đặc biệt hơn là ở chương trình huấn luyện trực tiếp. Rồi, chào các bạn.